Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách set góc, cài đặt góc để làm sao mà khi mà chúng ta xem camera này, chúng ta muốn xem ở cái vị trí nào đấy mà chúng ta hay xem ấy, thì là chúng ta không phải vuốt qua vuốt lại nữa. Ví dụ như trong trường hợp này, mình đang set góc cho camera này. Bây giờ mình không cần vuốt nữa, mình định hình luôn. Mình đang đánh dấu cái vị trí một là vị trí ở chỗ này. Bây giờ mình muốn xoay lại cái chỗ này. Mình đã đánh dấu trước nó là vị trí số 2. Lập tức là nó cứ quay về đấy. Ở trên này thì nó nhớ được tất cả là 16 vị trí. Do vậy là khi mà các bạn muốn xét nhiều vị trí thì các bạn sẽ làm theo cách sau đây mà mình hướng dẫn. Đầu tiên để cài đặt được thì chúng ta bấm vào giao diện này. Sau đó chúng ta chọn xét. Ví dụ như chúng ta chọn ở đây là góc số 1. Ok. Bây giờ chúng ta lại chọn lại. Và chúng ta chọn cái góc bên này là góc số 2, chúng ta di chuyển sang đây. Tức là chúng ta muốn cái vị trí đấy nó ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta xét nó là 2. Bây giờ giả sử như chúng ta muốn xem cái vị trí 1 chẳng hạn thì chúng ta bấm vào gọi này. Cô này. Và chúng ta bấm 1. Thì lập tức camera sẽ trở về cái góc xem số 1. Tương tự chúng ta có thể lập được rất nhiều góc. 16 góc là tất cả. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.